hồi. Đạo nhân con nguyện đắp bồi thu bòn phước đức trả rồi nghiệp xưa. Con nguyện cũng niệm sớm y trưa ăn năn y sám hối tội xưa thiểu lần. Cầu xin y các y đấng hoàng ân Chúa Cha mẫu mẹ thánh thần chứng tri. Cầu xin mẹ phụ quyền di lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin mẹ rưới phước màu truyền cho ba tấm đi đạo sâu tu hành. Ngày nay với tấm lòng thành cầu người cường báo lòng lành sửa tu. Cần nghiền như thế trăng y lô cầu cho ba tâm rừng nhu tu hiền. Mọi người gặp được thiện duyên cái tà quy chánh cõi thiên được về. Tội lỗi lầm mê ăn năn sáng mai được về lạc ban. Khi xưa lời Phật rõ ràng thành thì tâm sáng mai tỏ vàng biết ngày
được lớn thiên đình. Nam mô vô thượng hư không, diêu trì kim mẫu từ tôn, cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi, khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa chồng, khuyên cùng
đần yểm phụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lẫn nhiếp lẫn ngừa nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không còn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tổ thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ cần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ lầm, mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giai, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Anh ngay ở thần thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện dư lai, Nam mô sáu chữ thảo ngay kính dường. Một lòng một giả thiện lương, tu nhân tích đức thiên đường kế bên. Cầu xin ý tam bảo ơn trên độ, người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương độ, người cần thế hùng quan thành tiền. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin ý ngọc đế chư thiên độ dầm. Lòng bờ mê xem thường tội phước nào nề thân nhớ. Mau mau sám hối kịp giờ, trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ lời kêu gọi thiết ước.
hỏi thăm sắc y dốc vàng cánh long bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố thí phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui thức thầy. Cầu xin chư Phật tự bi, đó người sám hối sẵn si bỏ dần. Ai mà làm phước thì làm nhân, dù gặp tai họa thắm nghi thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không y lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sóng đào, vàng rồng bạc nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm diền cô bác kháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi, hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập xong đi muối dưa, trao dồi đạo đức để chừa tấm đi tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm cứa kinh kệ luận đàm thiên nhân. Khuyên đừng tính đi thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hàng ích chi. Lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin đi tam bảo gia tăng, đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Dòng bài ơn trên Phật tổ cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, tu tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa. Còn say đắm đam mê vật chất, càng lúng xa
giật chân ra. Chơi với trong bể ấy hà tử xanh xanh y tử thật là ổn thai. Chỉ bằng kinh kể hôm nay rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông. Dù cho bão táp mưa phong kiên tâm định đi tánh như không có gì. Thượng còn nhờ đức từ bi vô thường gì bởi sân si hại mình. Trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan thang hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông cánh bèo tan rã khó mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra. Bởi vì trong cõi ta bà dục lạc cám mê dỗ như là ma dương. Thấy người chưa tin thì thương đem lòng khuyên bảo dễ thường có nghe. Phải chi ai cùng kiên dè sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân. Để sao dứt bỏ xác trần Tây phương tịnh y độ an nhàn thấm tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường. Thấy đời lầm lạc mà thương không hồi tâm lại tìm đường tu thân. Tu là báo bổ tư ân hoa hồng ấp lầm sống thân tại tiền. Thuốc thang bồi bổ thông quyên sớm thăm y tối viên thường xuyên chớ rời. Chẳng may cha mẹ qua đời phận làm em út nghe lời trưởng huynh. Làm anh phải trọn nghĩa tình hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn.
sắm ni tạc thờ. Bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân tương ái giờ giờ chớ quên. Cầu xin ni tam bảo ơn trên, độ con trí tuệ lập nên đạo màu. Độ người khắp cả năm châu, chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân. Người người một giả tương thân, kẻ giàu người có lần lần sửa tu. Tu là bỏ lòng bỏ dù, xê sang cho lắm không bằng nam mô. Ráng tu khỏi đỏ tam đồ, tâm làm bố thí lần vô cửa thiền. Để rồi sớm tối cần kiên, hiểu thông kinh kệ kết duyên Phật nhà. Cầu xin từ phụ Thích Ca, đó người sáng hối bước qua giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần. Xưa kia hung dữ bội phần, hôm nay sửa tâm gieo nhân hòa lành. Cũng có lòng thành thở trời chính nghi Phật phát sanh nghi Bồ Đề. Xưa thì dục lạc lầm mê, ngày nay sáng ma hối lần về ngày xưa. Diệu kỳ mẹ đợi sớm trưa, con nào thức tỉnh mẹ đưa rước về. Kim giai con được hầu kề, hầu cha hầu mẹ mong sao ba tâm ni chí thành, ăn năn ni sám hối phước sanh hòa lùi. Đã tu khuyên chớ dễ vui, gắn công rèn tâm thao chùi thân tâm. Bỏ Phật chẳng bỏ đâu, khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình. Lưới trời lòng lòng thinh thinh,
làm sao tránh hay tội thiên đình quả ban. Bây giờ ta chịu cơ ngàn theo chân Phật pháp tai nàng sẽ qua, mong ai quy kính chánh tà chọn đường chánh đạo. Ta bà về miền
nên y tâm kiên tâm y giữ dần an lòng mà tu niệm thất tình phải hà xa bờ mê bên giác lần qua gặp chữ Bồ Tát để mà cùng con cuối lại đắng tam giới con khi mang cùng người thương Phật nay con nguyện phát nguyện rồng tiếp nguyện cơ mẫu hoàng lắp thành kính long đình trong ngày hội ôi xin mẹ chỉ dạy lời ngọc châu tu hiền chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà còn hướng đời long qua Di Lạc tôn vương Phật xin trời đất chứng y minh lòng trong kỳ ba thân trụ xin mẹ hiền điển phụ tình thương để cảm ứng y chứng y minh tâm thành của trẻ lỗi lầm con xin nguyện bốn miền thập phương trong bốn đào và huynh để gần xa gặp được chính long quan pháp nguyện tu tinh tấn quy về giới vô thượng hư không diêu trì hoàng màu vô cực đại từ tốn cảm ứng chứng minh sanh thường trụ chân ni pháp minh như lai quá khứ tỳ bà thí phật nam Ngọc Hoàng Phổ Độ Đại Thiên Tôn Nam Mô Thập Phương Tam Thế Chư Phật Thượng Trụ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vô biên con thề nguyện
màu hồ duyên, gặp trong đồng đạo người hiền biết tôn. Lòng con tin y tấn y công phu, quyết lòng chẳng để mờ lũ đạo. Ngày nay tiếp bơ điển thiên liên, trình cha tấu mẹ minh duyên ghi lời. Nguyện trên hoàng mẫu chương toàn, cũng là chữ gì thấm đi thần Phật tiên. Chứng y lòng Phật tự họ phan lan anh tên gọi dậy thời ngày nay. Pháp danh y tâm y đức dậy thời, tâm y ăn ư tâm bộ kinh khuyên đời. Duy khương họ nguyện là con pháp danh đi tâm đi pháp ngày nay đáp đền nghĩa ân lại mẹ thượng trình chứng lòng nam nữ hữu hình ngày nay. Ngọc thanh con mẹ họ Lư đồng chung khi mà phát nguyện thì để lưu truyền chân kinh. Có ni tên gọi anh ni văn pháp danh ni tâm ấy yêu đàn vàng rồi trao. Việc làm mọi việc đắc thành, nguyện cầu
Phật. Bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 27 này do Phật tử Phan Thị Lan Anh sinh năm 1953 phát danh Tâm Đức, hiệp cùng gia đình để phát tâm ấn tấm bộ kinh này. Phật tử Phan Thị Lan Anh cầu nguyện cho hiệu Phan Ta Tiết Qua Xin ở 936 Kapahulu Ave Honolulu, để cầu nguyện gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước quảng thiên, tấn tài tấn lộc tấn bình an, hồi hướng phước báo cho quý Phật tử. Sở nguyện sở cầu luôn luôn thành tựu, cầu chúc cho gia đình quý Phật tử luôn được thành công trong cuộc sống. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Táp Đài Chứng Minh. Lời Phật rõ ràng, thành mì tâm y sáng ma hôi, tỏa vàng nước lớn. Nhưng người trần hạ lại quên, mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo điên, làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng, nhắc nhở đồng đạo cùng thi đàn trẻ thơ. Bao năm con cùng dạy khờ, gây nhiều nghiệp chướng nơi cùng nhà. Con ngạo cũng diêu quay, thần tam bảo đủ điều tiếng căn. Con nguyện giác ngộ ăn y nắng, ngày đêm cầu nguyện siêu thân cô quyền. Làm người không biết cơ tổ tiên, ông bà cha mẹ thì xiềng rất khó. Khuyên ai chớ có đánh đi đó, đó là sự thật sớm đi lo kêu chạy. Nếu con để giả riêng tay, cứ mãi cần hạ biết ngày nào lớn. Ai mà ân nghĩa báo đàn, tu nhân tích đi đức được lớn thiên đình. Nam mô vô thượng hư không, diêu trì kim mẫu từ tôn, cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Kẻ tưởng niệm hàng màu kinh mẹ hiền phủ ở điện độ mang, ba gia ba tâm
sớm làng mau mau tỉnh đi giấc kể vàng từ đây. Đừng tưởng thấy mộng vàng là thật, đêm si mê rồi diệt thiện tâm. Quên đi Phật Pháp diệu thâm, đó là phương tiện diệt phàm xưa nay. Kiếp người mãi đua chén dâm lời, quên hằng đi trung tinh đời. Mãi ham tiền bạc chơi bời, tháng ngày quên mất những lời mẹ khuyên. Còn hư hồng không hại gì bằng tổ nhập tâm, xem thường sĩ diện tình thâm. Vừa chung y bàn đó ầm ầm mê đánh y nhau, lại chưa trọng khi rượu vào mắng chửi mẹ cha. Quên đi công nghi đức ông bà phải chăng, vì rượu con là bất nhân. Trong các tội hiếu ân là trong, xin khuyên người tỉnh y mộng ăn y nắng. Làm con phải giữ đạo hằng, thờ cha kính y mẹ ông bà tổ tiên. Đôi anh chị cùng là em út, phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dòng giúp giữ gìn phong. Ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trong, khuyên cùng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lẫn hiếp lẫn ngừa nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên.
người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tổ thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ cần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ, lầm mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giới, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Anh ngay ở thần thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao quyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện dư lai, Nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường. Một lòng một giả thiện lương, tu nhân tích đức thiên đường kế bên. Cầu xin Tam Bảo ơn trên độ, người đạo đức qua bên giác ngà. Cầu xin Phật tổ Tây Phương độ, người cần thế hùng quan thành tiền. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin ngọc đế chư thiên độ dầm. Lòng bờ mê xem thường tội phước nào nề thân nhớ. Mau mau sám hối kịp giờ, trao dồi tâm đạo sáng đỏ kỳ ba. Lời kêu gọi thiết tha, ai ơi thức tình ráng mà tu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần, hỏi thăm sắc đi dốc vàng cánh không bằng. Người bệnh tật khó khăn, ra tay bố thí phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui thức thầy.
cầu xin chư Phật từ bi, đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước thì làm nhân, dù gặp tai họa thánh thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không bị lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sóng đào vàng rồng bạc nén, làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm diền cô bác kháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi, hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập xong mi muối dưa, trao dồi đạo đức để chừa bánh đi tham. Riêng lòng tu sửa sắc phàm sớm chưa kinh kệ luận đàm thiên nhân. Khuyên đừng tính đi thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hoàn ích chi. Lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin đi tam bảo gia tăng, đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, tổ tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa. Còn say đắm đam mê vật chất, càng lúng sâu khó vật chân ra. Chơi với trong bể